Tôi là Thu Hiền, chào mừng quý vị đã đến với chương trình Tin sáng ngày 12 tháng 2 trên kênh truyền hình FBNC. Trong phần đầu tiên của chương trình, chúng tôi xin chuyển tới quý vị các thông tin đáng chú ý như sau. Thành phố Hồ Chí Minh kiến nghị miễn visa cho một số thị trường quốc tế. Doanh nghiệp thủy sản kêu cứu Thủ tướng về vướng mắc liên quan đến môi trường. Phạt gần 9,3 tỷ đồng hai dự án tái định cư ở Thủ Thiêm vì chậm tiến độ. Mới đây, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã kiến nghị với Chính phủ mở rộng diện thị thực miễn visa cho một số thị trường quốc tế. Đây được xem là một biện pháp nhằm phát triển ngành du lịch theo hướng chuyên nghiệp, đảm bảo chất lượng, hiệu quả, khả năng cạnh tranh và hướng đến phát triển ngành du lịch bền vững. Cụ thể, đề nghị tăng thời hạn miễn visa lên 21 ngày hoặc 30 ngày thay vì 15 ngày như hiện tại đối với các thị trường Thụy Điển, Na Uy, Đan Mạch, Phần Lan, Nga, Hàn Quốc, Anh, Đức. Riêng đối với 5 nước Tây Âu, Anh, Pháp, Đức, Ý, Tây Ban Nha, Ủy ban Nhân dân thành phố đề nghị tiếp tục tăng thời hạn thí điểm miễn visa lên 5 năm hoặc xem xét miễn visa cho 5 nước này, đồng thời xem xét cho phép miễn visa đối với khách du lịch quốc tế tái nhập cảnh vào Việt Nam trong thời hạn 30 ngày. Bên cạnh đó, Ủy ban Nhân dân thành phố cũng kiến nghị Bộ Giao thông Vận tải hỗ trợ trong việc quy hoạch phát triển hạ tầng giao thông, phát triển đường cao tốc, rút ngắn thời gian chuyển giữa các thành phố với các tuyến điểm du lịch trong nước, đầu tư xây dựng các cảng hành khách phục vụ việc phát triển du lịch đường thủy của thành phố. Hơn 65% doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam kinh doanh có lãi là con số mới được đưa ra trong cuộc khảo sát tình hình hoạt động năm 2017 của doanh nghiệp Nhật Bản tại châu Á và châu Đại Dương của Tổ chức Xúc tiến Thương mại Nhật Bản gọi tắt là JETRO. Cuộc khảo sát tình hình hoạt động năm 2017 của doanh nghiệp Nhật Bản tại châu Á và châu Đại Dương của Tổ chức Xúc tiến Thương mại Nhật Bản vừa được thực hiện. Theo đó, tỷ lệ 65% doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam kinh doanh có lãi là tỷ lệ cao nhất của các doanh nghiệp Nhật Bản đang đầu tư ở 19 quốc gia và vùng lãnh thổ khác. So với năm trước, tỷ lệ các doanh nghiệp có lãi tăng 2,3%, trong đó ngành công nghiệp chế tạo có tỷ lệ lãi cao nhất chiếm 67,5%. Trước tình hình này, các doanh nghiệp Nhật Bản đang hoạt động tại Việt Nam cho biết họ muốn mở rộng hoạt động tại thị trường Việt Nam hơn nữa. Nguyên nhân là vì khoảng 46% doanh nghiệp nhận thấy hoạt động kinh doanh có sự tăng trưởng, tiềm năng cao. Hơn 27,3% doanh nghiệp cho rằng có nhiều hơn mối quan hệ với các đối tác. Tại Việt Nam, có 1.345 doanh nghiệp Nhật Bản tham gia cuộc khảo sát, trong đó có 652 doanh nghiệp đưa ra câu trả lời hợp lệ. Mới đây, thì Bộ Tài chính đã thông báo về tình hình trích lập sử dụng và lãi phát sinh trên số dư quỹ bình ổn giá xăng dầu, quỹ BOG, quý tư của năm 2017 của các thương nhân kinh doanh xăng dầu đầu mối. Tính đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2017, số dư quỹ BOG là hơn 5.100 tỷ đồng. Trong đó, những cái tên có số dư quỹ BOG lớn có thể kể đến như Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam trên 3.040 tỷ đồng, Tổng công ty Dầu Việt Nam PVO 434 tỷ đồng, Tổng công ty Xăng dầu Quân đội 383 tỷ đồng, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên dầu khí Thành phố Hồ Chí Minh Sài Gòn Petro 345 tỷ đồng, Công ty Thương mại và Dầu khí Đồng Tháp 169,7 tỷ đồng. Trong quý tư năm 2017 thì tổng số trích quỹ BOG là hơn 1.400 tỷ đồng, tổng số sử dụng quỹ là gần 1.600 tỷ. Riêng lãi phát sinh trên số dư quỹ BOG dương trong quý là hơn 6.500 tỷ đồng, lãi phát sinh trên số dư quỹ BOG âm đạt 18 triệu đồng. Chuyển sang một thông tin tiếp, 640 doanh nghiệp Việt Nam vừa chính thức được trao danh hiệu hàng Việt Nam chất lượng cao 2018 từ Hội Doanh nghiệp hàng Việt Nam chất lượng cao. Đây sẽ là bước đầu để các doanh nghiệp hội nhập vào thị trường thế giới. Lễ công bố doanh nghiệp đạt danh hiệu hàng Việt Nam chất lượng cao vừa mới đây đã chính thức trao chứng nhận cho 640 doanh nghiệp. Bà Vũ Kim Hạnh, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp hàng Việt Nam chất lượng cao cũng khẳng định việc đạt được chứng nhận này không chỉ vinh danh các doanh nghiệp trên thị trường nội địa mà còn là tấm vé thông hành để các doanh nghiệp đáp ứng xu thế hội nhập và xuất khẩu hàng hóa sang các nước khác, kể cả thị trường khó tính. Sau 22 năm là xây dựng cái chương trình hàng Việt Nam chất lượng cao do người tiêu dùng bình chọn thì cách đây 2 năm chúng tôi thấy rằng trong cái bối cảnh hội nhập thì chúng ta phải trên cái sân chơi chung, chúng ta phải chơi luật chơi chung. Đó là chúng ta phải tuân thủ những cái tiêu chuẩn quốc tế, là những cái thước đo về cái chất lượng, về cái đẳng cấp, về cái sự cam kết đối với lại người tiêu dùng. Thì chúng ta phải có một cái thước đo chung với người ta giống như một cái tấm giấy thông hành
để đi ra thị trường thế giới. Những doanh nghiệp có mặt trong buổi lễ vinh danh cũng cho biết đã bắt đầu có những bước chuẩn bị để đưa hàng hóa của mình ra tầm cao thế giới. Việc đạt chứng nhận hàng Việt Nam chất lượng cao tuy không phải giúp các doanh nghiệp dễ dàng hội nhập các thị trường nước ngoài, nhưng đây là điều kiện đầu tiên để doanh nghiệp bắt đầu bước ra thế giới. Nếu mà hàng Việt Nam chất lượng cao là bước đầu để chúng ta tự tin ở thị trường trong nước trước đã. Chúng ta làm sao chúng ta đứng vững thị trường trong nước, sau đó chúng ta vươn ra thế giới. Đó là cái bàn đạp, chứ còn không phải là được hàng Việt Nam chất lượng cao là ra thế giới được liền đâu. Đồng thời trong năm nay, các doanh nghiệp thuộc mạng lưới liên kết ABCD Mekong gồm An Giang, Bến Tre, Cần Thơ và Đồng Tháp có sự vươn lên mạnh mẽ với 49 doanh nghiệp đạt chứng nhận. Cụ thể, An Giang có 17 doanh nghiệp, Bến Tre có 7 doanh nghiệp, Cần Thơ 15 doanh nghiệp và Đồng Tháp 10 doanh nghiệp. Thưa quý vị, Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam VASEP vừa có văn bản kiến nghị gửi Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, các Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về việc tháo gỡ vướng mắc bất cập của doanh nghiệp thủy sản trong lĩnh vực xử lý nước thải và bảo vệ môi trường. Theo phản ánh của các doanh nghiệp thủy sản từ năm 2015 đến nay, thì các nhà máy chế biến thủy sản đang gặp một số vướng mắc bất cập lớn trong việc thực thi hai văn bản liên quan đến lĩnh vực xử lý nước thải. Cụ thể, theo quy chuẩn do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành về nước thải chế biến thủy sản, thì doanh nghiệp vướng về vấn đề vượt ngưỡng chỉ tiêu phosphor, vượt ngưỡng của chỉ tiêu nitơ amoni và bất cập trong việc áp dụng quy chuẩn giữa nhà máy trong và ngoài khu công nghiệp. Theo VASEP, thì những bất cập này khiến hàng năm đến 90% nhà máy chế biến thủy sản sau đợt thanh kiểm tra đều dính vi phạm và bị phạt nặng do không thể đáp ứng các quy định, đặc biệt là chỉ tiêu phosphor. Trong khi vấn đề vi phạm môi trường là rất nhạy cảm với doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản do liên quan đến các cam kết tuân thủ và trách nhiệm với môi trường trong xuất khẩu thủy sản. Trước bất cập trên, VASEP kiến nghị Thủ tướng và các Bộ trưởng xem xét hỗ trợ giải quyết các kiến nghị của doanh nghiệp, đảm bảo sự hài hòa giữa các quản lý và các điều kiện thực tế trên cơ sở khoa học và thông lệ quốc tế. Trong đêm giao thừa đón Tết Nguyên đán năm nay, năm Mậu Tuất 2018, thì Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tổ chức bắn pháo hoa tại 7 điểm, gồm 1 điểm tầm cao và 6 điểm tầm thấp. Theo đó, điểm bắn tầm cao sẽ tại khu vực đường hầm sông Sài Gòn, quận 2 và 6 điểm bắn tầm thấp tại Công viên Văn hóa Đầm Sen, quận 11, khu tưởng niệm liệt sĩ Ngã Ba Dòng, huyện Hóc Môn, khu đền tưởng niệm liệt sĩ Bến Dược, huyện Củ Chi, sân bóng đá huyện Cần Giờ, khu công nghiệp Hiệp Phước, huyện Nhà Bè và khu giải trí phức hợp Canton North, huyện Nhà Bè. Thời gian bắn pháo hoa là từ 0 giờ đến 0 giờ 15 phút ngày 16 tháng 2 năm 2018. Như vậy, thành phố đã tăng thêm 1 điểm bắn pháo hoa mừng Tết Nguyên đán năm 2018 so với thông báo sẽ có 6 điểm, gồm 1 điểm bắn tầm cao và 5 điểm bắn tầm thấp trước đó. Thưa vị, trong chuyên mục Con số mỗi ngày hôm nay, chúng tôi muốn nhắc đến con số 9,3 tỷ đồng. Đây là số tiền phạt của hai dự án tái định cư Thủ Thiêm, quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh vì chậm trễ tiến độ. Các dự án bị phạt do chậm trễ tiến độ nằm trong gói đầu tư xây dựng 12.500 căn hộ thuộc khu đô thị mới Thủ Thiêm. Thứ nhất là dự án xây dựng 1.570 căn hộ do liên doanh Vietchassimex PUSAC làm chủ đầu tư, chậm tiến độ 11 tháng bị đề xuất phạt hơn 7,8 tỷ đồng. Và thứ hai là dự án 2.220 căn hộ do liên doanh Vietinbank, Coseco Thuận Việt, Trường Sơn, Cofico làm chủ đầu tư, chậm tiến độ hơn 5 tháng bị đề xuất phạt hơn 1,4 tỷ đồng. Tổ công tác cho biết số tiền phạt sẽ bù vào khoản thành phố đã chi để tạm cư cho người dân trong thời gian chậm tiến độ. Và đến đây xin mời quý vị tạm nghỉ trong ít phút. Ở phần tiếp theo chúng ta sẽ quay trở lại cùng các thông tin đáng chú ý như sau. Paris tê liệt vì tuyết rơi dày đặc. Philippines tiêu hủy hàng chục xe ô tô hạng sang nhập lậu.